Anh Tú, anh Tú ơi, có nhà không? Có ai lại nhà này đi đâu nhỉ? Sang uống trực chén trà mà lần nào gọi cũng khản cả cái cổ này ra, chả thấy đâu. Ai bực cả mình đấy. Thằng nào nó vừa gọi mình nhỉ? Quý chứ nhà nó chứ, chưa đến không để ai một mình. Thế anh uống chè nhá. Thế nghe nói anh Tèo dạo này công tác ở đâu mà nhìn anh vẫn cứ nghèo như xưa nhỉ? Thế anh sang đây có việc gì không? À, cứ ngồi đợi tôi tí, để tôi bảo thằng một tí nó pha cho chén chè uống cho nó ấm bụng. Lạnh như này uống chè thì hay lắm. Tí ơi, tí, mày lại chơi game ấy. Mày pha cho bố ấm chè để bố tiếp bác Tèo quay. Dạ. Úi giời ơi, bố Tèo mới chả không. Đang chơi dở ván game ngại rồi pha chè. Nhưng mà ông thích không? Tí tôi sẽ tặng cho ông một ít.